Lớp học bất ổn, qua một giờ ra chơi mà gần như cả lớp ai cũng lên mách cô để tố cáo lẫn nhau. Rồi bạn nào muốn mách gì lên mách đi. Như ý là đây, sao cái gì? Nói lớn lên. Hồi nãy con ra chơi, có mấy bạn nào chạy qua con là con té. Chạy qua con là con té rồi, về chỗ. Kìa, xin lỗi. Bạn mày may mấy hả? Rồi về chỗ tiếp tục phát lên đây. Sao anh chưa con ngủ á? Thôi chọc con hoài cũng cho ngủ. Thôi rồi tiếp tục. Hồng Vy sao con? Lúc nãy bà Thiện Nhân chạy cánh cửa ra trúng chân con. Rồi Thiện Nhân chạy cửa trúng chân. Tiếp sao? Nhưng mà hôm bữa bạn quan thấy cái cửa của con mà còn giấu nữa. Rồi để không giấu. Thôi thôi, lúc hồi nãy giờ đến chơi á, bà lớp hồng năm, lớp hồng ba qua đó cùng bố. Ồ, rồi con không biết gì. Hồi nãy con đứng xuống sân chơi, anh Khôi đẩy con té. Ồ, rồi anh Khôi đẩy con té. Rồi còn bạn nào muốn mét hết, còn ai mét không là phát.